Chelsea mất tiền đạo chủ lực đến hết năm. Được kỳ vọng là chủ công mới của Chelsea, nhưng tân binh giá 67 triệu đô la Mỹ Christopher Nunku vừa phải phẫu thuật đầu gối và sẽ nghỉ 4 tháng. Nunku gặp vấn đề trong trận giao hữu hòa Dortmund 1-1 tại Mỹ ngày 3 tháng 8 và được chẩn đoán tổn thương sụn trên trái. Ban đầu, Chelsea hy vọng tiền đạo Pháp chỉ phải ngồi ngoài vài tuần. Nhưng ngày 8 tháng 8, chủ sân Stamford Bridge xác nhận Nunku đã phẫu thuật chấn thương đầu gối và bắt đầu quá trình phục hồi chức năng. Trung phong này sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 16 tuần và chỉ có thể trở lại vào đầu năm 2024. Nunku trưởng thành từ lò đào tạo PSG, thi đấu cho đội 1 giai đoạn 2015-2019 rồi cập bến RB Leipzig. Trong màu áo câu lạc bộ Đức, anh ghi 70 bàn qua 172 trận, đoạt 2 cúp Đức, là vô phá lưới Bundesliga mùa trước và giành giải cầu thủ hay nhất Bundesliga 2021-2022. Chelsea phải chi 67 triệu đô la Mỹ để kích hoạt điều khoản phá hợp đồng, đưa Nunku về và kỳ vọng anh sẽ trở thành tiền đạo chủ lực mới của đội. Theo báo Anh Sunbonpost, mặt cỏ xấu ở sân Soldier Field ở Chicago, nơi Chelsea đá giao hữu với Dortmund, là nguyên nhân khiến Nunku chấn thương nặng. Trước đó ít ngày, Soldier Field tổ chức buổi hòa nhạc của ca sĩ Anh Ed Sheeran. Dù vậy, sau trận, huấn luyện viên Mauricio Pochettino từ chối đổ lỗi cho mặt sân và xem việc học trò chấn thương là điều không may mắn. Theo ESPN, Chelsea đã đẩy nhanh quá trình đàm phán tuyển mộ Dusan Vlahovic do huấn luyện viên Pochettino muốn có thêm phương án sau khi mất Nunku. The Blues và Juventus muốn đổi Romelu Lukaku và Vlahovic nhưng chưa thống nhất khoản phí chuyển nhượng. Chelsea muốn nhận 50 triệu đô la Mỹ cho Lukaku, còn Juventus định giá Vlahovic 87 triệu đô la Mỹ. Hôm 8 tháng 8, Chelsea cũng công bố số áo cho mùa 2023-2024. Danh sách này không có Lukaku, trong khi Nunku chọn số 18. Các tân binh khác như tiền đạo Nicolas Jackson mặc áo số 15, hậu vệ Axel Disasi khoác áo số 2, tiền vệ Leslie Ugochu mặc áo số 20, thủ thành Robert Sanchez lựa chọn số 11. Mikhailo Muric, cầu thủ chạy cánh được mua với giá 119 triệu đô la Mỹ từ Shakhtar Donetsk, tiếp quản áo số 10 của Christian Pulisic, người đã chuyển sang AC Milan. Raheem Sterling mặc áo số 7, Enzo Fernandez mặc số 8, còn Levi Colil, sản phẩm của lò đào tạo Chelsea, mặc áo số 26 của huyền thoại John Terry. Ngày 13 tháng 8, Chelsea sẽ đá trận mở màn ngoại hạng Anh mùa 2023-2024 gặp Liverpool trên sân Stamford Bridge. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.